Việt Nam là một trong năm ổ bão lớn nhất thế giới, thường xuyên đối mặt với nhiều loại hình thiên tai. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia bị tác động bởi biến đổi khí hậu. Thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường và khó dự báo, cảnh báo. Trong 20 năm qua, mỗi năm trung bình thiên tai làm trên 400 người chết và mất tích, và hàng triệu người dân bị ảnh hưởng bởi các tác động khác nhau của thiên tai, đặc biệt là trẻ em. Chiến dịch nâng cao nhận thức về thiên tai, sóng thần, trường học Sơn Tinh do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp tổ chức ở Việt Nam từ tháng 9 năm 2017. Đây là một trong những dự án của UNDP ở 18 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Chiến dịch có sự tham gia của Live and Learn và Báo Sinh viên Việt Nam. Chiến dịch trường học của Sơn Tinh nhằm trang bị cho các em học sinh những chủ nhân tương lai của đất nước, những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ tính mạng của mình trước và trong thiên tai và sóng thần, đồng thời khuyến khích các em học sinh chủ động tham gia xây dựng kế hoạch trường học an toàn với thiên tai trong nhà trường. Và cái chiến dịch này thì em thấy nó là cái ý nghĩa để con người chúng ta nâng cao nhận thức về thiên tai cũng như là những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và những tác hại mà thiên tai mang lại chúng ta có thể phòng tránh và né tránh nó một cách an toàn và dễ dàng. Nhà trường và học sinh cần được cung cấp thông tin và kỹ năng cần thiết để phòng ngừa thiên tai, sóng thần. Cần cột chắc các cửa phòng học. Bão thường kèm theo mưa lớn gây lụt lội. Bão cũng thường làm hư hại các cánh cửa. Ở những nơi thường xuyên bị lụt sâu, cần cột các bàn ghế lại với nhau. Bỏ sách vở, giấy tờ quan trọng vào túi ni lông. Mưa lụt có thể gây ướt sách vở và các giấy tờ quan trọng. Vì vậy, khi đi học gặp lúc trời mưa, cần bỏ sách vở và các giấy tờ quan trọng vào túi ni lông và buộc lại. Khi gặp sách, các em ngồi cúi gập người kiểu con ếch, ngồi trên đầu mũi bàn chân, đầu cúi thấp xuống, hai tay bịt lỗ tai, tránh xa các vật cao như cây đơn độc, các ngọn tháp, hàng rào, cột điện, đường dây điện và điện thoại, bởi chúng là những thứ thu hút sét. Khi có mưa đá, nhanh chóng ngồi xuống, dùng cặp che đầu để tránh đầu mình bị thương. Dù không bị rủi ro cao với động đất và sóng thần, nhưng theo ước tính của Viện Vật lý Địa cầu, nếu động đất 8,6 độ Richter xảy ra ở Biển Đông, khu vực ven biển Nam Trung Bộ có thể bị ảnh hưởng của sóng thần, đặc biệt có thể cao từ 7 đến 10 mét tại vùng bờ biển Quảng Nam, Đà Nẵng. Khi nghe báo động có động đất, cần nhanh chóng chui xuống dưới gầm bàn. Khi nghe có báo động sóng thần, cần lập tức nhanh chóng ra khỏi lớp, tập trung thành hàng ngũ và di chuyển nhanh đến nơi cao để tránh sóng thần. Sơ cấp cứu, đối với các bạn gãy xương cẳng chân hoặc gãy xương đùi, các em dùng 2 nẹp và 6 sợi dây để cố định chân. Nếu gãy xương cánh tay, các em dùng 2 khăn quàng để buộc tay vào vai hoặc dùng 2 cái nẹp để cố định cánh tay. Hàng năm, nhà trường cần tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa và diễn tập về phòng chống thiên tai cho học sinh. Có nhiều điểm trường tại Hà Nội, Huế, Ninh Thuận hay Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang bắt đầu đưa các kiến thức và kỹ năng phòng chống thiên tai này thông qua các hoạt động chiếu phim, lồng ghép vào các tiết mục văn nghệ, kịch của các em học sinh, nâng cao nhận thức thông qua các trò chơi dân gian, hoạt động tuyên truyền cho cộng đồng như đi bộ và đạp xe, tổ chức cuộc thi vẽ tranh về chủ đề phòng chống thiên tai. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình này ở tất cả các nhà trường và đến tất cả các em học sinh. Thông qua các em thì để truyền tải các cái kỹ năng đó đến cho các gia đình, các cộng đồng để giúp cho người dân có những cái hiểu biết, có những cái kỹ năng cần thiết để mà ứng phó với cái tình hình biển đổi khí hậu đang ngày càng ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái cả nước. Biết chủ động tự bảo vệ bản thân khi có thiên tai xảy ra chính là các em đã biết bảo toàn sự sống của chính mình và từ đó chia sẻ các kỹ năng sinh tồn này cho gia đình, người thân. Việc làm thiết thực đó sẽ giúp chúng ta giảm thiểu được các thiệt hại do thiên tai gây ra. Và có lẽ là các bạn mới chính là những đại sứ tuyệt vời nhất của chương trình của chúng ta. Trong thời gian tới, UNDP và Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai, Báo Sinh viên và Live and Learn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các nhà trường, các địa phương và các đơn vị tổ chức cùng tham gia nhân rộng chiến dịch trên toàn quốc để mỗi điểm trường là một trường học Sơn Tinh,
trường học an toàn, bảo vệ sự sống.